Good job. Ông chúng ta phải cả một to cái trong loại cá này thì sắm nạc cá nâng đòi bị cá chuyên từ đầm nàng sắp đến nhà chết mấy bản to cá tăng xong rồi đến đầu chụp bộ xạ xây Thank you, Mr. President. I thank you, Madam Witness, for telling us what happened to you. I know how much how difficult it must be. I'll come back to pick up what you were telling us about interrogation, but first I want to go back to ask some details about some of the things you just told us. You indicated that after your husband was arrested, you were sent to work in a widow's unit. Could you tell us how long you worked in that widow's unit before the time you were arrested? Or in other words, how long was it after your husband's arrest that you were arrested and sent to Krang Ta Chan? Đây nhóm cái bánh chun tàu khai stum dạ đòi pê cái chạp quạt tàu dạ pê khai chơi thôi cái ôi dương chơi thôi nó lại tập riêng cái ôi dương tàu lơ plư lại plư phê nung à nắng pê nắng cái chạp nhóm còn tay nhóm ọt bàn kết thai dạ pê phần mạng khai cả là trình nam thang cả khai tu mà đó khai chốt The period between when your husband was arrested and you were arrested, was it a short period, just a few weeks? Or was it a longer period, a number of months? I was arrested. Ở đây mơ con cái tham bạch mơ nâu mơ con này ôi dây mơ không dừng lắng tập thơ ca bê nó con trong tầm chiêng mà khu bà đấy tham trẻ đó tới ta chân chân lo bê đấy cái chắp quạt mò nó nhóm cật tha mình du mà anh phụ ấy cô nhóm chư á dân chốt bán bẹ cả đá chốt nó chết hơi biết tha chốt chết hơi và nó nhóm bán cật tha viêm mãn khái phụ ấy bị hàng chạp đây dạ pê chốt bán bẹ cả đá lấy bán cô nhóm chư kê bị chun tàu tha ôi tàu mơ bẹ ná đó lấy phùm kê ắt ôi tàu Thank you, Madam Witness. You also told us that when you were arrested, your one-year-old child was arrested with you. Did you have other children? And if so, what happened to them when you were arrested? Nhưng miền con pi tay ở mũi tiết tu slap mũi tiết con khỏi ban chiêng mà khuộp nâng cái vô đây tao làm lạp tao đọc bê mò bị huật ní ban nhóm miền khổ xa khỏi miền con bay tiết
The child of yours that died, did this child die before Krang Ta Chan or while you were at Krang Ta Chan? Mun pe luk srei to Krang Ta Chan rư ko slap no ai Krang Ta Chan dai. Slap mun. How old was your child who died before you were sent to Krang Ta Chan? And was this a boy or a girl? Can you tell us what happened to that child? Con khnyom pro slap doi mul het pe jeung samral ot mien ban samral tram trau ve haem nang khu kbal pa nang pdai khnyom kot prab tha chang ban ve slap. Thank you, Madam Witness. Mr. President, with your leave, at this point I'd like to provide a document to the witness, a Krang Ta Chan prisoner list, to see if that helps refresh a recollection about the timing of when she was sent to Krang Ta Chan. This is document E3/4164. E3/4164. With your leave, may I provide this to the witness? Madam Witness, the document that you've been provided is a prisoner list titled Brief Biographies of Prisoners at Tram Kok District Education Office. The second prisoner on this list, and I've highlighted that information to make it easy for you, is yourself. A person named Vuong Sarun, a 27 female from Che village, Dong Thong commune in Kampot, married to a husband named Prak Set. And this prisoner list records the date of your arrival at Krang Ta Chan as the 23rd of May, 1977. Does that refresh your recollection about when you were arrested and sent to Krang Ta Chan? Was it, in fact, around May 1977? While the witness is thinking, could you please provide us with the reference, the year and number? Yes, Your Honor. The second person on the list, the specific ERN references are English 00973147, French 00937104, and in Khmer, it's a two-page document, and it's on her information goes across both pages. Just to make sure the record is clear, that the English ERN. So, and the document again is E3/4164. Madam Witness, does this refresh your recollection that the time you were arrested and sent to Krang Ta Chan was in May 1977? Chà, nhóm trang trang bàn, còn tay nhóm
mình ban gì vậy mình ban xuống nhóm tha tớ nhóm nắng á nâu nâu pet tạ cáo đại rồi tê ọt ban xuống nhóm vì nắng hại đi nhóm cất vì dạ pet nhóm thơ pet nâu pet cái vay bài chơi nắng cái áo dương tớ nâu pet tạ cáo pet tạ cáo tớ tung pi chín năm trong ban này tha nhóm pi pi chín năm đây á nhóm tớ tung nâu khai tạ cáo ban kê bình chu nơi nhóm mò thèm cọ đòi ở ban xua nhóm pi dạ pê nâu tạ cáo now the prisoner whose name appears immediately below yours, so it's the third person in this list, is identified as Uch Hon, a 26-year-old female medic from Trapyong Khul, who arrived on the same date as you, the 23rd of May, 1977. Is this the person that you referred to earlier, named Hon, the female who you met and who was sent to Krang Tachan with you? Krang Tachan chỉ mới lục xoay đèn nó từ chỉ một hàn nó cái co giang mày. Cha, bất bạc cọt đây. Tay nhắm mắt đăng tha. Đã niêm tờ câu cái ấy thọp tờ hao tha ý hàn ý hàn cho ngọc. Now, in the far right column for both yourself and Han, if you look at the second page of your document, is where you'll find that column. The list indicates that yourself and Han had been arrested because you were implicated in the responses of Hong and Kong. And I'd like to ask you now a few questions about the two people who are referenced here, Hong and Kong. You've already identified for us that Kong, a person named Kong, was the head of Hospital 22. Do you remember, were you still at Hospital 22? And do you remember whether Kong was arrested at some point? Ta con nâng cái rạp ở đây khi nhóm nâng khi nhóm nạp tha sai tới anh thấu pha thở nâu thảm cọ nha hay đó là phép chân hái cho bi về chung mô vinh khơi lan bị đám cái hai là lam bà ta con bay mọi đất khi nhóm nâng vào đây khi nhóm chanh mô tổng giúp đôi nhóm ở đăng tha tâu đó ti này đó phê phư lang ban nhóm đăng tha cái phá tha nó ngay thảm cọ một tí chọc thảm cọ dạ hay tụ bay prap nhóm dạng ná có nhóm ọt đăng đó bao nhóm ọt đa chọc chọc năng phong nhóm ọt đa tâu nâu năng phong dẫn bia mình khâu ấy nâng mà nư mà nạ để ọt đăng ấy sao sàn hiệp đầy kê năng. Hai cõi mau nhóm lưu vào đây nhóm phải tha ta con nâng á có cái chạp đây ta mình đang chạp tàu nè ngày dục nâng nhóm kết tha đằng miên bật ca ấy khai bốc của lực mô mà phê bí hẳng nhóm mơ khơi đôi chuyện miên lan thông đất bốc lực mô mà phê bí chanh ốc tàng luôn khi nhóm tại ta con muối nhóm ớt đăng cây và thiên phụ ấy kê nâu thì nà núi dương ớt đăng phụ ấy khi nhóm sẽ nạ nấu chỉ muối chất bốc lực bê tầng o
khơi thao khnía lang lan vô giá vô giá hạ đôi chỉ miên ca sầm ngặt ấy mui nó nhóm kê cả tranh bọc lực vết hay cả đắc nhóm nó màu tổng dục đài tay thẳng tha tạ con nó kê đắc quạt tranh tay có nhóm mặt bàn đắng này tay đầm nắng thá tạ con nó kê cả chạp luôn đài phần nặng. At this meeting at Hospital 22, did Kong tell you or the other staff why you were being sent away? Còn tay thầm đá nhóm hay để bốc cả lực viên nâu đầy chất khí nế đó hãy khơi lán lán à lán thông mắng kê mò hào bốc hào bốc lực lăng bạc bạc ốc nhóm kê hào ơi lớn à lăng bà ta con bây dương cà pi trường cung chá à pi nạp đây bà quân nhóm lăng màu này bà tử ca to tiết cư nhóm ọt bàn đằng. How many people worked as medical staff at the hospital and how many of them were taken away that night? Tại đó bê kê bánh chun chánh khi nhóm ớt đăng tha kê chạp nẹ na vô tàu khá tê phủ ấy. Kê chạp tầng dương bánh chun đã lán. Bốc cổ lực kê bánh chun đã lán nụ đại hệt ní dương. Thuất dương ban mơ khơi nhả trăm kê ói lang lan tê ớt đăng tha. Chùm nuôn vần mán. Rư vần mán ấy bỏ bê nụ dương cổ bông tài miền bà nhà đài. Let me now ask you about the other person that was referenced in the list I provided you, which indicated that you were arrested because you had been implicated by two people, Kong and Hong. Did you know a staff or cadre named Hong who worked at Hospital 22? Nhóm đôi chị ăn miên squat chung một hòn đấy bàn tay cả cái miên chung một cào mẹ hao ăn miên chung một cào Mr. President, with your leave, at this time I'd like to provide another document to the witness to see if I can refresh her recollection about Hong. This is Krang Tachan notebook D-157.13, and the relevant ERN references are Khmer 00270827 through 829, English 01064174 through 176, French 00971285 through 288. With your leave, may I provide this document to the witness?
Madam witness, the document I'm handing you is a notebook that has been identified as coming from Krang Ta Chan. It contains notes relating to a person named Hun Hong. You'll see the start of the entry for Hun Hong is on Khmer 0027087. This person is described as being 59 years old, wife named Kham, and he was born in Chang Thorn Commune, Tram Kok District. The notes indicated that he had been assigned to be a staff member at Hospital 22 in charge of herbal medicine. Does that refresh your recollection? Do you remember this person named Hong from Hospital 22? ខ្ញុំ អត់ ស្គាល់ ឈ្មោះ ហ្នឹង If you could look at the next page in Khmer, that is page 0027028, you'll see that there's a list a numbered list of people who were identified by Hon as purportedly being involved in, I quote, traitorous activities with the contemptible Hong. And there's 13 people on that first page. It continues on the next page. There's a total of 16 people listed. I first direct you to number 13, which is Run, female, Set's wife. Can you tell us whether you were referred to some people as Run during the Khmer Rouge period? Kê háo khi em chung hồ rồn. What I'd like you to do is take a look at the list of 16 names there and tell me if you remember any of these people, whether any of the other people who are listed here were people who also worked at Hospital 22, like yourself. ខ្ញុំសូមធ្វើការកត់សម្គាល់ទៅលើការបង្ហាញឈ្មោះរនដាសាក់ព្រញ្ញាបាញ់មិញថាឈ្មោះហងហើយខ្ញុំបានពិនិត្យទៅលើឯកសារឌី 156 ចុច 13 ត្រង់ EON GPSA ខ្មែរដូចដែលសាក់ព្រញ្ញាបានបង្ហាញបាញ់មិញនេះគឺមានឈ្មោះថាហ៊ុនហាន់ហើយហ៊ុនហើយឈ្មោះនេះសរសេរវាមានធៀបមិនច្បាស់លាស់ប៉ុន្តែវាមិនទំនងថាជាឈ្មោះហងនោះទេអញ្ចឹងសូមអរជួយជម្រះមេត្តាពិនិត្យទៅលើចំណុចនេះថាតើជាឈ្មោះហងឬមួយឈ្មោះហនដែ
Mr. President, I obviously I cannot read Khmer. I can tell you that in both the English and French translations, the name is translated as Hun. In English, Hun Hong. In the French, Hun Hong. So essentially the same name. The counsel is correct that the writing is a little hard to read, but both translators were able to interpret it.
nòm ỏi miền cả an cho lòm mình đăng tài chung mùi na. Madam Witness, the question I was asking you was, looking at the list of 16 people, are there any other names on that list that you recognize as people who worked with you at Hospital 22? Mua khá nhóm an ớt ban hả? Ở lục. Khơi người ta chứ mua luôn ai nâng hẳn cho ba. Fair enough. Thank you, Madam Witness. One of the references in these notes, there is a reference to your husband, Set, and also to another cadre from Hanoi, a person who is identified as a cadre from Hanoi named Duong. Do you remember a person named Duong? Who worked with your husband and was also referenced as a cadre from Hanoi? Yeah, but Kamapibal Mopi Hanoi Tvaka Chimuinu Prey looks like no day. Thank you. I apologize for my pronunciation. Is it correct then that Duong also worked at Hospital 22 with you and your husband? And do you know what happened to him during the Khmer Rouge regime? Was he also arrested like your husband and yourself? Yeah. Tết đó mà kì ôi chúc thẳng cả lại mình ti chúc trăm cọ kê nắng kế bánh chun quát ớt đăng tàu nà bằng bạch cái này đặt cái nhóm thầm nắng mùi vào đây nhóm vẹt đuông nắng mùi vào bốn kế đặt vào to tía tay ớt đăng tha tàu tì nà tì. And did you ever hear or learn after that what happened to Duong and his wife? You've told us about your arrest. What I want to ask you now is what you can tell us about the time that your husband was arrested and taken away. Bà phê thằng ai trắng con khi ông mò bị thơ ca nắng ôm đại chiêm chặt tay khi ông sinh nạn nâu nắng cọt phải hợp tha đại y hồn nè cái chặt tờ sai áo cái hao tờ sai tàu hiện sâu trời
Nhóm khả năng lưu bia hiến sốt đắng. Nhóm dùng hơi ấy, nhóm đắng. Tại môn nồng nhóm bán mà đo tê, nhóm xông chùm riêng. Ở lô quạch đắng thà, nhóm hạ đôi chiếm miên xây bạp nhóm lâu, lâu ở tiếng. Tha vào đây kể cháp á, đôi miên xâm lên xây bạp, bê nút nhóm đua dần lọp. Ất đăng hóng, đó ta ôm cha tê, quạt máu khơi nhóm bán, quạt vô ra tê. Quạt xua tha vì ấy, hình thẳng nhóm, nhóm ở nghịch mục đua là ôm. Đó hai quạt có bạp tha, ta sai đó. Kì hai quạt, tàu kê còn ngay nâu, kê ắt khảo tha kháng tài chan ấy. Vẫn tha, kì hai quạt tàu còn ngay kê tròn thở lê nâu nọ, y ta bè ăn thùm nâu. Nhóm mắc khẩn là lưu tiện tha cái hào quát tàu. Nhóm giống hơi ấy. Nhóm bố ấy hướng A hướng dùm lạp đăng miễn. Nhóm mắn đăng ấy khi đăng. Nhóm đăng tha chỉ vứt khi nhóm chanh ta chanh bị ăn gặp hiếp. Bơ mắn lạp miễn ta. Kể do ta đạc cục đó. Bố ấy dương máu khai luôn chi. À nụ bà chia cho nảy năng. Nâng khi đăng cho ba hành chân. Did you ever see your husband again after he was taken away that day? Mình đăng kì chìa phùm ấy thế nâu bi kháng chương kháng tạch chán. Còn mà ấy nhóm mò hết đây lại nắng. Hay ôm đem cha tê nó quạt phở lãnh nhóm á. Quạt tha nhóm đôi côn quạt. Quạt phép tha. Để mai chập á, cô nhóm mua chập mai chập á. Ngày anh cùng chúng á, anh phép ngày anh nhói thoáng. Đây ngày anh kì vô ta đã khúc kháng tạch chán. Nhóm á, hai ta chỉ bất nhóm viên mình sẽ làm. Đọc bê nhóm mò chi bà lại, nhóm xua, khung kê nắng ta. Kháng chán nắng nâu nở vậy. Cái tháng nọ, yêu hồn ái đau tập bông. Ừ, chừng ai tích đá, nắng khơi nhỏ bóng kê bì bay cho anh nắng hay. Đọc bê lúc nhóm đau tam kê phép chân mến, đôi nhóm kết ta. Đây nhóm nâu hú. Đó là hai miên mà nẹ cái hoạt mà tao cũng đáy tha công tao. Ta tao chết lại nó ngọt bán hay công tao. Nhóm tha, khi nông chất nhóm kết thả đó sẽ lông chôn mọc lại. Lại cốc hàng chán năng mở. Nhóm đăng môn cái chạp luôn nhóm phủ ấy. Mày thở nhóm quát phép thoảng. Tha cái vô quát tao đạc cốc hàng chán. Chân đọc bê ở cái bác mò phú mẹ ấy. Rồi lại năng. Nhóm xua cái tha cái hàng chán đâu ná cái phép. Đó cái phép nhóm đã chết ta. Bê thì mẹ ngay toàn. Nhóm đã chết ta. Nhóm đờ tổ nắng. Cái lộ khơi bọ. Bọ đây nhóm khá là. Tế ớt khơi. Cái phép nhóm tha quạt nó ngá. Đám thân nằm. Cái ơi hãy tực đám thân nằm. Chân chất cái nhóm mà rõm. Nhóm nó bỏ kết tha. Bỏ cái nhóm mà luộp mơ. Bài ơi chỉ khơi cho anh. Tế tam ca bật ớt. Ớt đây khơi thế. Thank you for that response, Madam Witness. I want to turn now to the period that you were detained at Krang Tachan. You've already told us about your arrival and how you were shackled in a detention building for 7 days before you were taken for interrogation. I'd like you, if you can, to describe for us in a little more detail the building in which you were detained. What was that building like? How many other prisoners were detained
in there with you? Can you tell us a little bit about the building in which you were detained at Krang Thachan? À kia đại kệ đại nhà tô miền bay bị khẳng chứng lâu châu long mùi tòa mỏ áp tam mê cái nó khát thẳng cả nó khát thẳng tập bông tam mê cái tịnh máu miền à kia pì với anh đôi khi nè à kia nó cái xăng đằng cái xăng thả mấy chứ đằng cái xăng hơi miền mê tập bông hơi với anh chăng hay rõ sắc chăng cả na, pe đại dương châu tàu muốn nộp bông dương ớt miên cha bà róm mới tha tật te say, phụ ấy ớt miên say đã cu ở dương cha bà róm tê, đó pe dương châu tàu bạn đăng tha, vì chăng hoa bay, vì bà bạn chặt ta pe cảnh cây cột kép liêm, dương đa nấu khăn khéo mơ đăng tha thả nắng chia cái lễ như đầu dân châu không mà đăng cái quát bóng cái lá chạy trông chẳng ấy pin chăng có cái lá chạy trông à pi khăn lơ cái có à con quát mà lá luôn chăng à khăn khổng cái đai dân đi có cái quát mà lá chăng đai hay à cái lá dân đặt chân nó đặt chân nó có cái quát đai dễ đúng sừng thang cái đó cái lá có biết chanh mình hủy ắt miên cái lại na đây là vật trái nhủi hay ẩm mắt phía cây châu cái thời ẩm có buồn trái hành tinh có cái đạ bà lá đạ luôn bà lá nắng tẹ nè chẳng đây hay đi trong cái tha lấy đi lấy ngoát ắt miên cái lại ngoát thú chứ ắt miên cái lại cái luôn ba nè chẳng tẹ vây nắng cứ cây chìm rạp đạ nẹt tô khi chúng tao đồng bông miên khi nhom ít phân cơ vườn anh nắng nâu không cục cho mỗi khi nhom vận tay cua xa về nhó quát miên tô đai tay cái ăn nhạt ỏi quát ỏi côn phỏ quát vì bay nhé hay mì côn sấy muối bầu ở dụ tài chia buôn trăm cho nam giảm cho ra nâu khéo quát nhé thơ trong phâu bỏ bài ỏi bụi nhé tô cái pin năng tiếp xem tiết để khi nhom pe là cái ổ nhom tránh cái ao ấy nhom khơi na sắt tay chìa cắt thì có thâm ấy tật có miên dục mũi cái đá dục lưỡi lần thật chân pru cái bao kia khơi ăn cụ ơi lần thuật na cái chân đây mà nút phải mà mệt mũi cho mũi à buốt tao nói chân đó và đỡ đôi khăm anh túi mũi cành cặp lợn và đỡ cho ta pin mà chút năng cư dân được ở cái này ở ban đây con ngay tôi bị chung chút nút tan hơn nè lâu đôi mình nuôi việc pin giờ nay pin hụt về kê co bệnh chân mình nút lư sáng sáng láng kê bệnh chân mình nút ôi tổ te khi nhóm tật đo là bốn cái tha ôi nẹ tô tập te nhóm o đấy khi nhóm hà mọt miền ý mùi ý phòn quạt mùa có bạch hà mọt cái thả xong tập te cái mùa có bạch vợ đội ní thơ bơ ôi nhóm mình ban thì dê ở bầy tầng o cho mùi cụ kê kê ôi tập te nhóm chứ mà nè tao te mà nữ tầng xe nẹ đè nâu du cái cơ vô tao thùm lập scom đau ớt ruồi cái đạ tia rối pê đã vô tao thùm lập đây đó pê trắng nhóm ớt đăng thả cái ói tao tia đang slap cái vô tao thùm lập ấy cái chạm mày crow tray long hưng để chia tao à đó pê cái vô mình nước tao bắt à ý phân để cái đánh mua nhóm đang bắt bẻ tha hiểu này ớt đăng ấy cái ói tao tia đang cái vô tao bấy cháu lại cái nhóm ớt đắng thầy chỉ vượt cái nhóm với hạ đôi chia mình cho ngồi khi em sẽ làm bàn chỉ miền lại chật khả cái chơi để chui cái nhóm đôi khi em thêm bơ ó cái nhóm mơ tại cái ở chia khi em ớt biên chia bạn để na tầng ó chẳng tất được phim
mình đi chơi na lâu khi mà đăng thà phải thà mà đó thà, cái vô mình đã to mà đó khang ta chán bỏ đó khai stung cái ăn toàn vô ta vây chào lên cái ở tôi stung mũi bụi nhom mà nè đang tạm đam phụ xem đi hạt đi phon cái bướn anh đang tôi stung mũi nè to đôi kia bàn tay nè to dương cứ chia nè to đang cái ai ở trên khéo bên phơ ca đó bê chẳng stung hơi cái nào stung hơi anh đang cái ở tập te hơi cái ở tập te đang cái vô nữ ta vay chào rồi vay đó là à lý nào ta phụ cái dông mà mà nè nâng tơ ta lua thức ngay mình mà nè lộ mà nữ chôn màu bà to ca ta xua chùm lại có bà to tế cái dông miền mệt phẹt cái dông mà nè chung rộng vì con cái nạ sọng của chị cái chạp mai âu vì ớt đắng tha mai âu vì cái chạp ấy vì nực mai vì hột mà lên là hai cái chạp và chun tao cốt răng là chán khi nhóm cho mình nước con nha hết ấy mình dễ cái nè ban nhóm có xua tha ở đó mà hãy mấy ban mau đi đây vì mình tuân chứ lời khi nhóm mỏ mắt không kế ở trong chỗ không tè nắng đá cái đã cục xa chị thầm mày lên nhỏ chênh đã con chừng xa chị thầm mày chụp ở nhầm chênh hốt đó mà tết bàn kéo nhầm chênh ta dạp bê đặc nhầm nó không năng mà chúc cái ha và rống tàu lâu nhầm lên dễ ấy nhầm chúc dễ hồn nè na đôi cái thác nhầm bà ca qua bà ca dễ đó bê nắng chụp lần à lại đây nó viêm miên và lo cái thả đa khang dân đây khi nhôm con đặt thay là thay cho đây từ tiệp về luôn rồi cô ăn đi chan á luôn ra mất khi nhôm ắt miên cái lại na để sạch mai chai tê gật tua phân mệt đây phân mệt chân tàng ó giờ bàn chuột một cái nia tại pê dục thế đó có rất bận phân ngày cái phần chân nhôm môi mà vậy kể tha à mọt nâng công bậc cái đăng công bậc cái lư công bậc cái gì ấy kê mà đo lại như ở đăng tha dân ăn miên rất dễ mùi nà tầng ó đi tịch đập hiệp đi nhóm tròn trăm vì ắt plek mà đăng tha plek tàu thơ mạch cờ Thank you for that, all that information, Madam Witness. You indicated that the prison building you were in was very crowded. There were too many prisoners there. Are you able to give us any estimate of the total number of prisoners who were in that building with you? À kia nó bờ cái đại dương pin về chỗ tung xài sao vậy lục hủ bên nào bị chìt cái này đây bị chìt cái này ai bên năng anh đang tung xài sập hay hàng rong pi tiệt cứ rong nó pan cái này tạm khi nhóm bờ ở miền tôi thùng những cái này tới tận thể cả miền cả lại đây nó sang hàng cái ở thứ lâu đỡ cả đà You also mentioned the names of some other prisoners who were detained in the same building as you. Were
You mentioned Ye Na and her family as prisoners who were already there. We're familiar with who Ye Na is. You also mentioned the names of some new prisoners who were put in the building at the same time as you. Could you tell us again the names of the prisoners who were put in that building with you? And who they were? Để nấu cho cục của mỗi khi nhóm bê đặc nhóm ở đó kê cho môn nhóm hai nhóm chỉ nhẹ môi cho khỏi kê bằng phát để kê hào tha dương nâng tránh vì ông gặp hiếp ở nâng kê hào tha dương nâng nhẹ thơ ca cư miên để chuộc nhóm nâng trôi khỏi kê bằng ơ bê đặc nhóm ở đó nhóm khơi nhẹ cho tô chúng mỗi khi nhóm phẩm án nhẹ nâng nhóm khơi môn nhóm tà hai hay giờ nẹt tham ấy nhầm ớt ban xua cho một kề thế đòi nhầm khai miền tàu tiên Earlier, you told us that when you first arrived at Prang Tachan, that your baby cried for 3 days and that she was beaten. Can you explain what happened to your baby and who it was that hit or beat or who it was that hit your baby? Con sấy nó trâu ban kỳ bị đom rồi có ớt hay bờ trâu ban kỳ bị đom nẹt na chỉ nẹt bị đom con sấy lộ con rồi bọt lục sấy nè con nhom pe đại dung kê chôn mà quay nâng chmu đào quay con nhom nâng chmu xin đào pe nhom chênh kéo mò thơ cá nhom lưu kê hao chmu tha xin mình thầm tào quay tê lộ kê tàu ro trai ban men sa tàu trai đại anh thấy cái cho kê ôi con cái nhóm chạp ôi chạp nó mốc nắng lô kịch mơ thấy đại anh được biết mình một biết một nơi thấy cái cho rất là giặt tư kê ôi chạp hay cái ta ôi biển ngoạp ở ôi biển bắt bôi chả dai kê vậy chắc nó mốc cái nhóm về nó nhóm cái mẹ đấy khảo bí ta xôm bóng xôm tê và đá chuối con cái nhóm còn ôi miên sát o nâng một con nhóm sát nâng ớt một men lâu bia bán hút bọt bị á sát nâng Madam Witness, did your baby manage to survive and live through the time that you were at Prang Tachan? A couple more questions about the conditions at this prison. Can you tell us whether prisoners became sick there often and whether medical treatment was provided to the prisoners when they were sick? Vậy chạy sau đây cứ khi nông tiết để khi nhóm nào Ú dươn có chi ở Tây Tạ con tốt bằng tay quát bị cá các bạn nè chẳng xong khang
đây bà con quát chmua y phon cô nu chmua à pi cứ cái đạ nâu cho mũi khi nhóm mình bốn cái ơi quát tranh khéo tay khỏi mó quát phép nhóm tha quát heo pê cặt đuôi bồng ngoan kê hót mùi vô đọc pê kê hủa khơi kê quát chập quát tao đặt khăn ông cục nâng lên ơi tranh thổ thằng ai là hốt ưu dướn hai tờ heo pê quát nâu có lấy nút nhóm bạp ta có đó quát bạc mà nữ quát lơ cả ba mà nữ quát lơ khá luôn mà nữ đó chẳng ưu dướn quát chập ban cả đó quát hai cả đó tăng thuận hai cái loa thành đai hay quát khăm sai cái đó tòng chiêm nó hộp họ thay ôi côn phổ quát à côn nó đa tài tác chiêm mà khô đá đôi côn cái nhóm ôi bia si chỉ mũi quát đâu đa bà con quát cho đá bà con quát ắt hộp ấy đa ắt ban dạ pê mặc khai thế của dương quát chư hàm côn quả chư hàm tại kìm đại lội thân nam rư có mỏ xạ xua dương tha chứ chẳng mấy ớt ấy đó tí trong ông khuất quát slap con quát slap bê đã slap luôn kê ớt miên thắng xanh ấy tế kê ôi nhạc tố đấy chọn có chướng ô thùm lẹ bì à riêng đê chẳng máu ô ru mó có lõng à thưa chênh nắng mềm miên nuôi phải lá dưới bị khói đai à khám ôi nắng cứ dâm bà chân á nóng nắng nhung tại dâm miên ôi cái khơi nhé lại kèm lạc luôn tiết là nắng khơi nó chạy cho đây nắng phân lê đã cái đã cục có lẽ anh đã mùi tại nẹp xe anh tiết tập về cái vây nữ cháu cái ôi buộc cái nhóm chốt không tê hơi nhóm lộp mơ tam anh chẳng cái đá bị chụp nữa nhóm khơi đã khá hơm cái đá tia hủy nhủy tàu và nhóm bà cha nè kê slap anh ở chú ấy có slap đôi kê đấy nó cứ khơi chạy đây nó phân hệ vì chỉ cả bật đây chỉ bật cái nhóm phân hệ cái nhóm mơ khơi toàn the former soldier that you just told us about who was blind and who died after eating a rat when you say he was a former soldier do you know was he a Khmer Rouge soldier or was he a soldier for the Lon Nol regime ជា អតីត Lon Nol ខ្មែរក្រហមឬក៏ជាទាហានរបស់ Lon Nol ពូយឿនគាត់កងតបខ្មែរក្រហមYou had started to tell us about when you were taken for interrogation. You indicated that you were detained for 7 days, shackled, and after 7 days you were released from your shackles and taken to sit on a metal chair in the interrogation place.Can you describe for us, as best you remember, what happened when you were interrogated? ไอ้ខ្ញុំអត់ដឹងថាកំភ្លើងខ្លីនឹងនៅឯណាផងខ្ញុំថាខ្ញុំមានកំភ្លើងខ្លីណាលាក់បើខ្ញុំមកមកចកេះដឹងហើយសូមបីតាខោអាវខ្ញុំនៅសហកក៏ខ្ញុំអត់មានអ្នកណាឲ្យយកខ្ញុំមកដែរខ្ញុំមានកន្លែងណាលាក់អាហ្នឹងរួចទំនួមួយនួមួយទៀតគេសួរថាដែរពីហ៊ុនឯងហ្នឹងហៀនដល់ណាក់ទីមែន
nhóm ớt lẽ nhóm phải ta nhóm hiến nạ tì bay cùng cha nó phải chia lại tụng mấy cái thà nụ thôn sở chân bà nở về chân và đây đặt non tàu bạn đó hay nhóm có ớt mốt đâu tại nghiêm khỏi cái xua nhóm tha đây đặt non mấy kha ôi chỗ lại a cả bê duôn khiêm ớt qua là hốt đo ngay nắng ấy. Mình đang tha a cả bê duôn đang về chia sấy khiêm ớt đang hốt đo ngay nắng nhóm trai tha nhóm ớt qua tới rồi bây tạt lột tha a cả bê duôn đang khiêm ớt đang hai vào đây nhóm đang khiêm na tập đây và quân vận tay mình đây ban lâu chặt thế chịu cho phen thế quát lâu mỏ phun mốc mẹ bé cát nhom và quân lâu mỏ phun rồi mẹ liêng là búa chặt nam ơi nhé ơi con to tập vận năng hay năng quát vận tay ban anh dễ ấy chỉ mũi nhom mà hướng a cả b vua năng nhom vận tay đăng đòi tay nhom chơi đó lại năng nhom nhom on dũng đó on dũng nhom khơi cái lực à phép đáo và bánh mê chân và hoa mà luôn dìa vậy chất đó cái nhóm ơi tại em nào mua tiết cái ta còn vay vì ông nhân tôi đây lại đòi chăng ban tạp bình nhân để nhận chồng vay nhóm á cái đáp à em bọt đang tránh mình cái ta à lâu năng tao vinh tao xe và bọt tao đúc con khép ôi kê đây thơ ấy khá là mai âu nóng thơ ấy bong ôn nóng thơ ấy dường nóng hiện đo nạ tì man hay thơ ấy khá muốn trồ mà thơ ca nóng kê gõ nhóm giờ xế kê ớt vây nhóm tê tại kê vây phâu chất nhóm kê dễ đưa đo dễ tha bỏ bốn viên sạch chăng á bà nập ở đây viên nào tấn á mà chắc nhóm cầm nót chất tha ở đây nhóm bật chì kê vô vây nó nặng á ở miền cây cõi cứ kê phép thẩm thấu năng món cái bích dịp phép tha sạp nó nặng mệt đó kê mùi cô kê về là bốt kê ôi cái nhóm mơ cô chạm mơ cô còn ôi về với hoạt tàu lai chạy là lãnh chết kê xuôi mà lao thì phân vật phép nhóm tha nó chẳng tật xét đấy thì vây tật xét lâu à cổng đơm chợ tiền tiền lệch nắng nhóm á đánh chết nhóm bất diệt khi nhóm chăng hoa miền bây mình cua khi nhóm miền chỉ bất đo thứ ngày đi thế khi nhóm nó khơi tay nhóm mẹ chết thật đánh cô nó châu nhóm tò mơ mơ các ba có ba ở đây nhóm đầy ớt đó pê cô tao khi nhóm ngoặt nhóm có chạy đây bố ơi cô hỏi tao lấy dây bù bất men tầm mất nhóm tha cô hoặc là lấy tét nhóm tàu khi nó chạy phép tha cô hoặc là lấy nhóm tàu nhóm khơi chăng miên nhóm khơi nhà lía các ba chở miên tay nhóm ớt đắng tha chỉ chăng chỉ thiệt bo nhẹ nà thế nhóm ớt đắng về lúc lột đắng tay tha tay chỉ bất cứ nhóm miên tàu vàng bệnh ghê vô cái nhóm mà ơi đâu mà cái lại anh tiệt ơi cái ta cái nhóm mắng chết đắng nè cái em ơi tao lại nâng miền thứ hai mùi cái ơi nước chanh được té cái ơi cái nhóm ý phân tạc đám cứ xem về nhỏ nó có nóng hụ cái nhóm nâng bất chia chỉ bất chăng sẽ lạp mệt cái nhóm chanh tao khéo chanh tao lại mà đông tập bèn chạm chia chuột nó ăn miên nè nấu tại muốn nắng pê thực ngày mong và hai vầm bảy vầm buồn nắng không kê chùm liêng cả bật a cả bật dương đo mà trong hai miên cả ngọc một tí mà mua mà thu ta mà co dương nắng nhom khơi kê chùm liêng tay nhom chứng ngon chạm đó pê họ cái ơi rồi té cái chạm mê khổ mà đời chân khi lo mơ tam huấn ua chứ đã tao tặng sai chẳng men và đã ăn men cho ngay phụ ấy dâng cho cúc cái ăn men ơi hô bay nè men láng bỏ mà về cho đeo ăn men có không nè chân nè tô tăng và mát đơ đơ là vơi chân với ăn cho ngay chân ăn khơi với cho tay nhau mình đăng tha cái tầm lát đôi vị thi nè cái là cái chạ sau liếm nhau tranh hoạt khoái tàu và quân à và quân nó lâu cái đất nước tàu đó nhóm mình biết tao bắt chân thông thế nhóm tao chọn mơ thả bộ đi biết tùm lắp và đưa đòi ở biếp nè mình ăn lột nhóm ớt đắng thả dòng mà chứ tại bao mình cắp
thơ mà chiêm và lạ với bình ọc, bình luôn. Thơm đá, ta viết thầm lạp hai viên ngút tức nó à, ta bèng nó ngọt. Nhóm khẩn là cái bác liếm nhóm rất rêu, rêu tàu trôn của quân miễn vẫn tế. Cái bác miễn bọt trường đấy, nhóm chọn đăng tha. Cái dòm nữ tàu vây đó bị thi na, nhóm chọn đăng tha. Cái vây ở mấy bắt đây, cái nhóm khẩn là ở chân đấy, nhóm chọn đăng tha. Cái vây ấy của cái cắp. Phụ ấy cái nhóm, bắt đây cái nhóm slap ấy, nhóm đăng tha cái thầm lạp đó bị thi na, nhóm tám. Tám khơi tha, ăn miễn khơi tha, bê liệt cắp ấy, biệt vô tàu vây nà, nhóm đăng tay vía mà ngút tức tập bèng. Khôn chiêm banh và lạ bênh khô tặng ớ, ở nẹ tao lắm. Chẳng nhóm sơn là mất hả? Đây nhóm có xe lạc đòi ra cái cáp đấy. Cái ăn ngân vây của là xây, bất chỉ cái cáp đôi. Đã cái nhóm bàn khinh. Bàn khinh ghê chắc. Madam Witness, you just mentioned a fellow prisoner named Ye Pon, a person who told you about where your husband had been killed. Can you tell us who Ye Pon was? What did you know about her? Y phân nâng quát chia vào bốn bó phụ dương để chạp tàu nâng. Quát ở miền tàu ấy tê. Cả bài phim nâng quát bật thiên chôn bì ca. Cái thác quát nâng sẽ rấy đầm ấy, đầm rấy đô lan. Quát vô lan, vô đầm rấy nâng tỏ đô lan cãi chứ có thâm mây để tranh bì phụng bình. Chẳng kê vô quát mà ọp rôm môn bốn. Kế ôi quát nó đây khéo mùi và vốn quát y phân nâng chẳng ban gì y phân quát đăng tha. Ta xét cái vô ta vây cháu lấy nâng của ấy quát ớt miên chô tẹt cục đôi nhóm tê. Did Ye Pon, was she one of the survivors of Khmer Rouge or did she die at that prison? Y phân nâng quát nơi rô riêng mình chỉ vất rồi có quát xa lạp nơi khăn ông cục nô. Môn bạch nông bình kê phải áp y phân tha hiếp cho mày văn tao. Ôi tỏ tè với nhà y phụ ấy cho áp dư hiến sốt bán nâng về đăng ấy. Kê có phải chun y phân nâng hay mùi cả mà rây mùi tiết cho mùi vườn. Ôi tao tay nhóm ảnh đăng tha. Cái nó quá tuần á, lưu tha chun tỏ tén hay bắt là hôn trong tớ, với cái ban tranh môn nhóm. I want to go back to your interrogation that you described for us. Can you tell us how many cadres were there who conducted, who interrogated you? How many people interrogated you? And do you know the names of any of the prison cadres who interrogated you? Và tôi tuyệt mơ để xuống lại nhóm nâng. Tôi mơ chứ mua tạp bình. Hay miên và nẹ tiết. Chứ mua tạp trên tay nhóm mà đang tha. Kê nâng chỉ mê đai rư ớt đấy nhóm ớt bàn đằng. Xuống nhóm chùm lại nhóm miên bị bấy mê kê nâng. And you mentioned that one of the people started to hit you with a club, but was stopped by one of the others. Can you tell us who it was that was going to hit you and who it was that stopped that person? Chmua pinh là tiên bạc đau phòng quay nhóm năng.
Đã hai mê kê mô an nâng tha ọt miên tô hỏi dê của Phật đầy. Thấy chân ạ. Hãy tha ôi thơ bọt tà rụp hay ôi thơ ca tao bị cung tặng ngọp ấy. After you wrote your biography, were you ever interrogated again? ក្រោយពីលោកស្រីសរសេរប្រវត្តិរូបហើយហ្នឹងគេធ្លាប់យកលោកស្រីទៅសួរចម្លើយទៀតទេគេឈប់យកខ្ញុំទៅសួរចម្លើយហើយគេដាក់គុកខ្ញុំក្នុងផ្ទះហ្នឹងរយៈពេលមួយអាទិត្យទៀតហើយគេក៏បញ្ចេញខ្ញុំឲ្យធ្វើការជាមួយអ្នកជាប់ទោសដូចគ្នាជាមួយកូនយាយញ៉ោជាមួយតាដាំជាមួយពូសែនជាមួយពឿនក្រុមគ្រួសារយាយញ៉ោទាំងអស់គឺគេឲ្យយើងតោរែកដីរែកដីដំបូករែកដីដំបូកគេបកីធំធំអាលោកខ្ញុំមានជំងឺតើដល់ថ្ងៃនេះគឺជំងឺធ្លាក់ស្បូនដោយខ្ញុំកូនទូចហើយខ្ញុំតោរែកបកីធំធំផឹងផឹងសឹងតាណាណៃលើកបកីគេរែកចង់បានទៅពេលគេឲ្យទៅស្ទូងលោកដឹងអីទេយើងខំប្រឹងស្ទូងបើមិនអស់តាមកាលកំណត់គេអត់ឲ្យបោះហើយពេលស្ទូងបណ្ដាលោកដឹងទេក្នុងស្រែមានក្អាត់មានកូនក្អាត់ខ្ញុំមកចាប់កូនក្អាត់ញិចឲ្យស្លាប់ហើយដាក់ក្នុងកប៉ៅដើម្បីអីដើម្បីមកដល់វិញគេចែកប្របមកវែកកូនមកវែកម៉ែមកវែកហើយគេចែកទំឡផលិតអត់បងអំបិលហ្នឹងឲ្យយើងដោយអាណិតកូនខ្ញុំក៏យកអាឆ្នាំងឆ្នាំងចាស់ចាស់ដែលគេយកកសិករថ្មីទៅគេថាដូរភូមិដូរឃុំហ្នឹងកសិករថ្មីគាត់មិនរៀងចានរៀងឆ្នាំងគាត់ទៅយកអាឆ្នាំងចាស់អ្នកតោសទាំងអស់ដែលបានធ្វើការមួយខ្ញុំហ្នឹងយកអាឆ្នាំងយកមកបន្ទប់ធ្វើដាំហើយបងអកអាត់នឹងទៅហើយនាំកូនចៅហូបអានឹងមួយមួយទៀតខែគេឆ្លងកែបលោកដឹងថាយ៉ាងម៉េចឯងគេចោលក្បាលកែបគេចោលកាពះកែបសួរថាពួកយើងមកពីធ្វើការយ៉ាងម៉េចទៅហើយយកមកលាងទឹកហើយបងក្នុងម្លោអាម្លោគេឲ្យយើងនឹងនាំកូនហូបដើម្បីរស់បើលោកមានជីវិតអាចនៅរស់បើថាស្លាប់ក៏វាស្លាប់ទៅគេធ្វើបាបយើងគ្រប់ជំនាញលោកដឹងថាពេលដែលគេមិនវាយយើងមែនប៉ុន្តែខ្ញុំសួរអីផុនឲ្យពេលមកវិញសួរថាអីផុនហេតុអីគេមិនវាយខ្ញុំហេតុអីគេកាលណាសម្លុតខ្ញុំហើយឲ្យគេប្រើខ្ញុំអញ្ចឹងគេថាខ្លួនឯងអត់ដឹងទេអ្នកដែលគេមិនវាយគឺគេមិនសម្លាប់គេទុកយើងប្រើនៅក្នុងគុករហូតដល់ថ្ងៃយើងស្លាប់ដោយផុននិយាយចឹងខ្ញុំជឿថាអ្នកដែលគេមិនវៃអត់ស្លាប់មែនហើយអ្នកដែលគេវៃអត់មានអ្នកណារស់ម្នាក់គាត់គឺរស់តែពួកខ្ញុំប្រមាណអ្នកដែលគេមិនវៃហ្នឹងដើម្បីទុកយើងប្រើជាទាសកររបស់វានៅក្នុងគុកហ្នឹងMr. President, at this time I'd like to provide one more document for the witness to see. This is another Krang Tachan interrogation notebook, document D-157.7, and the ERN references are Khmer 002-70-874, English 00-866-434, French 00-872-809,
These are notes relating to the interrogation of this witness at Krang Tachan. Nih kư chi kam nọt tra pẹp pon tên nâng ka su chom lao y sa say rục nih nơi Krang Tachan. Ông chủ nhà nhà. Before we do this, please, we are back to the issue of possibly tortured tainted evidence. What are the notes about? The notes. Not the substance, but obviously the quality of the notes. What's in the notes? The notes have biographical information on her, and then a summary of matters on which she was interrogated. So the purpose of questioning is simply to, there are a number of things I want to ask the witness about, whether she's familiar with how these notes were kept, whether someone recorded, and also whether this refreshes her recollection about subject matters she was interrogated about. Can we please keep the document away from the witness until we have decided? Take it away until we have decided, please. Thank you. Lục Mân Trầy Tà Lạc Cá, xong dọa ai cả xa nâng chênh vĩnh dương xâm rạch sân chăm dọa ai cả xa tại ai còn.
Đó, ông chấm này anh nhạt. Hay xong bây giờ thà cả tăng xong đối chia viên ở xua vẹ bọn cho mình nâng xa rất thiệt. Bây giờ tới chung còn đợi bình đất cho. Thank you, Mr. I'm just asking to clarify something. I know we'll have the debate on torture tainted evidence in a very short time, so I don't want to go into any details. But if I understood you correctly, and please tell me if I didn't, you're confronting her with a statement that was taken when she most probably was maltreated, and you want to confront her with the substance of what she said then. Wouldn't that be the core of the protection? No, the torture convention is intended to prevent us people from relying on the truth of confessions. It allows us to introduce evidence that she was interrogated and made statements. So the issue here is simply what was she interrogated about? Did she make the statement? And who does she know who kept these notes? These are all uses. None of these uses are in any way barred by the Article 15 of the Torture Convention. There is no problem with who made the statement. There is no problem with did you make the statement? But there might be a potential problem with did you say what this and this in the statement? My question was not going to be to confirm whether she said these things, whether they're true, but just to know, does this refresh her about questions that were asked to her? I think it is entirely appropriate to know, use this evidence to find out what she was being interrogated about, not for the truth of it, but to know what the purpose of the interrogation was. Hi, ta vi pat je chlo ban chang nei khong aek sa nang men ko ot ខ្ញុំអត់មានប្រើព័ត៌មានដែលគាត់បានឆ្លើយយ៉ាងម៉េចទេគ្រាន់តែសួរថាគេសួរគាត់អំពីអ្វី Madam witness the page on which there are notes relating to you is at a page that I've marked Khmer 0027084 My first question to you is whether you remember whether there was anyone who was recording or taking notes while you were being interrogated that day. Miễn cái cọt chứ mùa ăn nè cọt Do you recognize the handwriting of these notes? Are you able to tell us whether this is Anne's handwriting? À sao để cái cọt tra nó bên ông thế lục xây à chăm thế thả sò nó chia sò rồi bà Hàn ខ្ញុំ គេ សួរ យើង នៅ ឆ្ងាយ គេ អ្នក សរសេរ នៅ ចុង តុក មក ខាង នោះ យើង អត់ បាន ដឹង ថា នឹង ជា អសរ អ្នក ណា ទេ តែ ខ្ញុំ សូម ជម្រាប លោក ថា រឿង មួយ ដែល បញ្ជាក់ ថា ទោះ បី យើង មិន ឆ្លើយ ក៏ គេ សរសេរ ដាក់ នឹង ខ្ញុំ សូម បញ្ជាក់ ថា ថ្ងៃ មួយ គេ ឲ្យ ខ្ញុំ យក បាយ ឲ្យ ជ្រូក ស៊ី hay ផ្ទះ ចក្រាន បាយ គេ នឹង ហើយ នឹង កន្លែង សួរ ចម្លើយ ប្រហែល ជា 50 ម៉ែត្រ យ៉ាង ឆ្ងាយ ចុះ តែ វា មាន ដាំ ដើម ដំឡូង មី ថា មើល ទៅ អត់ ឃើញ ទេ ព្រៃ សុក ធំ យ៉ា ខ្ញុំ លឺ គេ សួរ ចម្លើយ លឺ ពេញ តាជា គេ ឆ្រែក លឺ ព្រោះ អី គេ អត់ ខ្លាច ខ្ញុំ ដឹង ទេ ព្រោះ អី គេ ដឹង ថា ខ្ញុំ វា គុក អស់ ជីវិត ហើយ មិន អាច ចេញ ទៅ ណា បាន ទេ សួរ កសិករ ថ្មី មួយ គេ សួរ ថា ហើយ នៅ ពេញ ហើយ ពាក់ សាក់ 3 អត់ ត
Tại sĩ có thầm anh đang thọ ớt tê, nhóm ớt miên thơ. Ta hiên bẹ xạ bạ ấy tê. Cần đạp bẹ bản năng á lộ. Khi nhóm lưu dần thức bay khúc 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 khúc. Bay ớt chất bàn xua tiết thả hãy bẹ xạ bay đại ớt. Trai thả ớt bay và to tiết. Rồi hốt đó nẹ tô. Vì chư đo chất đấy, việc bọn ôn hoa bảo ấy trai tháng. Nhóm bẹ xạ bay mến đầm bay chúc ôi kể vay. Nó nhầm xong và chạy lộ. Chẳng chầm lại bọn cái nhóm. Sải tà kế đã có mình đắng. Nóng tam chất nhóm đắng phủ ấy. Vây à mình đã nụ ôi trai xạ bay tam côn bầm nón bỏ về ấy nâng. Chẳng xùm nụ để về xua cái nhóm. Vì ai tàu xê tàu chìa giang mấy. Có bạn đây. Nóng nhầm kết thành chẳng. One last question on these notes and your interrogation. There is a reference in here to Kong, the head of Hospital 22. Do you remember being asked questions during your interrogation about Kong? Lục sĩ chăm thế ta kê miên su lục chấm lại lục sĩ bẹp bòn đường chung bộ Kong đang thế là bây kê vô lục sĩ từ su chấm lại nữa. Ất miên xua. Xua tả rương có đây nhóm tha đặc nôm thơ ấy khăn. Mr. President, the civil parties have ceded all the time for questioning this witness to me. I have about 10 more minutes to finish my questions. I can proceed now if you wish or proceed after the break, but I request an additional 10 minutes to finish my questioning. Và ông chúng ta anh nhạt lời này cho vừa đại gia dân rừng mạnh dân miền ca chỗ mới dứt đại gia mùa hết bà nhà sẽ ra cho mà thông chơi nhỉ. Thank you, Mr. President. Madam Witness, you told us about witnessing some people being taken away for executions and about music being played. I have a few more questions that I want to ask you about the subject of prisoner executions at Krang Thachan. Can you tell us how often were prisoners taken away from your detention building during the time you were there? How often did you see people being taken away to the west side of the prison that you talked about? Nóm nè tôi tranh tôi khéo à. Còn ta cậu nóng khăn ông lọ bóng tí pì. Đại phu mà chia chuẩn kê át ôi nâu tế. Cái lấy nâng kê mà cả lô mát buôn chung. Cái lấy cái răng tài chăn nâng. Mình ạn nhát ôi bì chia chuẩn tranh chố. Tụ bay miên ta miên rồi bà anh cả đói. Chà kê vô bê đà tranh pinh nhà cả lúc. Cái lấy nhìn tí kê nâng hai. Kê tàu vô tàu bay khẳng nâng. Khiêm sông chúng mình đi lục thà. Khiêm nông dây bạp lục rương mùi đàn. Nói à thom chìa ti bầm phất. Khiêm đếch nâu tại vô sọc. Khơi nâng phânêch. Ngay mùi kê vô con tọp. Mà nẹ vô tọ đếch nâu có bài khiêm. Kê khiêm lộp xua tích tích những thàn nực tê. Vật mở lên tia, đó bê kê chắp kê miền chắp tao con nè, kê chắp nó đã kê đang tạch chán. Bê đã kê tao xua chùm lá ơi, lúc đang mở chế. Bây khăn nè, lúc ơi. Nắng nẹ tao đây chọp khá nhóm. Bây thác khá miền sạch mai bà cá
bê bà đào mà vinh mà giúp tơ phlư con tọp nó dung đục đăng thả mà chạy dung tầm mái ơi chuối hả mẹ khi nhau mà cha na tiết ư ôi tầm nhân khúa thế này đó chỉ vất rưu quả chư khá lăng mà ta hào ôi chuối tế hào tầm mái dung tơ phlư đoan ai khỏi cái vô ta xua dùm lại tiết lục đăng mà chế hạ hạ mầm lõng là bong luôn bê luôn ủa khi nhóm của mà nẹ nẹ to tàu rê đây đầm bốc nó bị khẳng lệch cái lệ như xua chùm lại nó luôn thể mũi mà nhóm mình chỉ lõm nhóm tham miên tập bê xua chùm lại thế và để nẹ to ai cho rốt của ấy kê ách chong thế tập bê tập bê vây khlang lâu quất họ là bong ai là bong tì mũi họ ruột là bong tì bí phát ruột lúc đông tha bia rốt ruồi tế bờ cổng miên nè ấy đây nâu lại nâng quát ruồi nâng ấy còn tuộp đập bê hai đông nhỏ mấy bê sải tha à phụ chạm cặp đấy ấy nâu thử ấy mạnh đánh lúc đông mà chế cái chạm cặp ấy chắc ấy quát tắt phất tì trong một phất bàn lúc đông tha cái thơ ấy tế cái vấy khăn à lúc ấy tì trong một phất lọc cái chân chân ố ô tăng bị khnông sai hốt đó bỏ bóng luôn pi chuan lục kết bơ tham biết đại phần man khâu áo không biết đại à gì à rồi sạch chiêm vay à bà lá luôn nó chiêm hô là ham hay kê vô mà đại đây chết trong bên nhà đại lấy chìa bớt tất cả đã khơi nằng phân ấy đây chìa muối lục đằng tê vì chung mình đang tham về chư phần man phần mềm ta mình pa chom lơ luôn chứ bất tài trong một cha na anh nó khơi chạy ra đây nó khơi nét sai lớn kê vô một tô đục người ta chun đồ ăn gặp phía vinh bất tài mà nẹt chi bị khỏi cạn a cả trong kịch tha bỏ hết có hết ngồi chứ miền ta kê vô tàu vây cho lượng tàu ăn gặp phía tàu ăn ấy khơi nét ấy nhắm chốc chưa ấy vụ ấy nhắm chọc cốc vô nhắm đắng vì là biết tha à ôi tàu mình ôi tàu anh nó hướng mùi luôn chắc đây ngồi tiệt là đi cả chỉ có thằng mày cái áo tôi stu mũi khi nhóm lột đang tha mày chứ về trong rồi về tháo để y hồn này nhóm cất sông nôm tới những thà ư từ nôm mà ôn ơi chật từ na còn tàu chừng ai pê cái lại cái thơ ba cặp bốt bay mũi khi nông đập bốt lột cất mơ miên tàn tiếng khai tế hai tay còn dương mơ ắt khơi cái ói buộc khi nhóm mà nẹ năng người tha tàu hôm khơi vây cho là tàu ngó hả nẹ stung năng tàu hổ ắt khơi mình đang tham miên ấy băng mình ói khơi dân khơi đó là bê kê tàu hổ nâu lơ hả đam tiếng khai nó kì với ấy tàu khơi vây lúc ấy vây ô chơn chứ bọt đại tân mán dân dạy đôi khi dân đăng ní cư chếp đại dân man khơi man đăng man lư năng phân ấy chứ buộc bất cả đại của viết thơ bạc nè tâu cho nên là đặc nhiệm đăng trả cho đại nhà bên đây của ấy khi nhóm nấu cho nên cho nằm là không cục đi chẳng viên mình men bất tiền mà lơ rút cho men bằng tay viết thơ ai nhóm rừng thuật khăn á chẳng bọn ôn khi nhóm có ai cái thơ bạc chẳng đấy nhóm được hơi thay nấu sọc đừng là mai âu bọn ôn nhóm cái thơ mà chứ của ấy khi nhóm mốt luôn mùi cái bà mùi tại anh tam ở đây thank you madam witness you mentioned told us about an incident where you saw guards or people sharpening their knives. You saw a line of people being walked to an area where there were graves, and after you saw them cleaning blood from their swords. My question is, who were the people who were sharpening their swords and then cleaning the blood off of them? Do you remember the names of any of these people? Nè na chỉ nè chút sầm át chiêm để bà lạ nơi lừa đài nướng ta lúc xây át trong địa bàn thế. Nhóm cất tha, nhóm tạ cả hoa trong đằng
tay mùi bộ bệnh này tê nhóm ớt bàn kết tha ná kê nắng score kê cho bà lo tê phụ ấy viên miên phẩy hẹn à chẳng hay dưỡng có ớt miên phê ná tâu sẵn kết đây khả nạc hơn ta mà phlup nâng dân kích luôn mà bệnh bạc Could you tell us when when it was that you left Krang Tachan and the circumstances of how you survived and were able to leave that prison? bên tay đọc về đại trưởng rục nhóm nhóm chập đam chăng che tà lư sô snow cặp lưng đâu lưng là vơi dạ man và man ngáy chập bộ nạ cục năng người ta dương á tiếp cho mày ban á phòng tiếp tranh là tiện nào này ăn bán tay dạ đọc về dục muối cái chập đam nạ đã kê mình tóc cái vay chào cái thơ mấy cái đạm micro như vậy tha lẩu bom ôn dương và cái lấy ní dương ăn miên thì thay là phép tê chăng dương nằng plasti tăng tàu cái lấy xin chăng cái đá giúp dương nằng tranh tàu đập cái như vậy chăng hái phụ nhóm có ăn miên nào đây chứ nó khơi nhở à dương club đang thà cái bỏ vô vay cháu ớt miếng đấy chứ, nó bị chôn bên đấy chăm một cái háo, ai là ngóp ấy. Đó phê trắng, cái ớt háo dơ ấy. Cái háo nẹ tốt, đã kê cầm nót tha cái vô tàu vây cháu. Hắn ông lúc, miếng là rống, đại khi dễ tha mất phẹt, đại khi ông xu. Đại khi ông xu hay cái đạn cục khi ông tiết. Vì miếng cả xa anh xô, đại khi ông xoay cho bác tàu thơ ca mùi khá này. Đọc bê cái nôm tao cái thang tao phát là anh chẳng ôi khẳng đi tao môn nè bụi hồn ấy nó chăm chất lưu chăm chanh bụi nhóm ớt nhắn đấy chứ mà giúp tao lưu nó khơi ta mà đang tại chánh tao của lại na vì vay cho lại na đó tao bê cái ôi nè môn chánh tao bụi nhóm phải ớt ôi chánh nâu đọt lưu cái thang tao hết tức mà kết cụ bò kết cụ ấy hộp ạ đó về chẳng nhóm tranh tao đong tức nó mát tập bèn à mát tập bèn nhóm khơi cái vô bay nước tao trôi tam hồn nắng nhóm tao đo lại nắng khơi cả sai sốt tẹt hai phải lá và kẹp chẳng nhóm nó khơi tha ô rộm anh cái vô bay cho cầm nó không chết chứ ba chân mà không tha bứt chia cái vô tao bay cho anh nhân đô lại nay vụ ấy cả sai tẹt mũi phải lá lẩu chẳng bàn trước đây tha pê là tiên tàu nó vía và tai và tung hay bàn chia cả dài anh dâu nó nói chọp anh không còn nó tha cái ớt đô của lại cái váy cháu nhóm còn đang ngay na cái váy cháu đây hay là hốt đó pê tê tranh tàu miền tiên này cái chụp thai vô tàu váy cháu rồi pê nu nè tô nó miền khi nhóm nâng y hàn để pê chọp cục nâng cồn vía bay khai côn nhóm nâng chiêng mà khu hay mà chọp mán chứ nam ấy côn bị chết đó côn nhóm quạt thở đây ấy và đỡ đỡ bà này chọp du chứ nam ấy à, hai cái nuông tàu tam bị chia chân dương hoạt khao hoạt lăng tàu lớn á cái có ớt bên ơi nhóm hoạt hay ti ti mũi con mình đăng rốt tàu của lấy nè ớt qua nè chọc nè phu mình đăng tha đây nó của lấy nè bỏ ớt đây tàu phò chẳng sóc chất cái phở ơi tàu năng cái tàu pi nại hàn đó chứ ngay đó bổ sát đó y han kê tùm nán kê lõ cái chua vào đây kê kê có y han nó tâu vào đây kê đôi lại tại cái nhóm nước cam ra xôm bay tại bon và ôn nhiệt đàn để kê hoạt pinh phung pinh đây ấy ắt biến khơi nhà nam nè sao đó pê hoạt ban và mán khai đã pê tháng Việt Nam họ đo hai cái bánh là kê tầm lẹ khó bay làn ho banh vì lời nó pe đang ấy thì là cái nhóm hoạt tranh hủi pi nạ côn nhóm bán vơi tờ lấp mò sọc phun bình
đo sọc của nhóm nâu cái sạp hơi ấy, nhóm mọi đo khỏi nó chia bộ bót đặt nhóm ban mà ru ban ru từ lọp vơi vinh One last question that I have to ask you about, Madam Witness. One of the surviving prisoners from Krang Te Chan, this is in document E319/20.2, has indicated that you had a relationship with prison chief On at some point. Is it true, did you have a relationship with prison chief On? And if so, was this something that you wanted to do or something that you were forced to do? Can you tell us that, please? ចាខ្ញុំឆ្លើយថានេះគ្រាន់តែពាក្យអាចារ្យម្រាមទេធម្មតាយើងអ្នកជាប់គុកហើយគេមិនប៉ុន្តែតាមពិតគឺខ្លួនខ្ញុំមិនបានទៅតាក់ទងបលាក់បលោះជាមួយអ្នកវ័យប្តីខ្ញុំចោលឡើយខ្ញុំអត់ភ្លេចសារធាថាខ្ញុំជាអ្នកទោសហើយប្តីខ្ញុំត្រូវគេវ័យចោលហេតុនេះខ្ញុំមិនអាច Thank you, Madam Witness, for answering all my questions today. Mr. President, I have no further questions. សូមអរគុណលោកស្រីសាក់សីលោកប្រធានខ្ញុំអស់សំណួរហើយសូមអរគុណលោកប្រធានបាទអរគុណលើនេះដល់ពេលសម្រាប់ថ្ងៃត្រង់ហើយអរគុណព្រះកាសសម្រាប់ចាប់ពីពេលនេះទៅទៅរហូតដល់ម៉ោង 1:30នាទីរសៀលនេះសូមអញ្ជើញចូលវិញដើម្បីបន្តកិច្ចដំណើរការសម្រាប់ការមន្ត្រីរដ្ឋបាលតុលាការសម្រាប់រួមផ្ដល់កន្លែងសម្រាប់នៅបន្ទប់រងចាំសម្រាប់ សាកសីនៅក្នុងឡុងពេលសម្រាប់ថ្ងៃត្រង់នឹងឲ្យអញ្ជើញគាត់រួមទាំងបុគ្គលិកអង្គការ TPO មកកាន់កន្លែងផ្ដល់ថ្ងៃកម្មនៅក្នុងបន្ទប់សម្ភារការនេះនៅវេលាម៉ោង 1:30នាទីប្រកបឲ្យអនុរិយអំពីគុំខាំងនាំខ្លួនលោកខៀវសំផនទៅកាន់បន្ទប់សម្រាប់ខាងក្រោមសាលសម្ភារការនេះនិងប្រកបឲ្យនាំខ្លួនគាត់ត្រឡប់ចូលរួមសម្ភារការនៅក្នុងបន្ទប់សម្ភារការនេះវិញនៅរសៀលនេះឲ្យបានមុនម៉ោង 1:30នាទីសម្រាប់ចុះសូមអញ្ជ